So right now, we have two statements of doing A or doing B. And you have to choose for yourself whether you want to belong to the A team or the B team. Okay? And then, so all of you will play this game together. It's gonna be a little bit hard, but I believe that you can do it so well. Here, for example, I have a statement. Study online or study offline. Which one do you think is better and which one do you choose? So, who chose studying online? Can you like raise your hand? Do you know the button to raise your hand? Hey, I just raised my hand. Yay, I just liked. Did you, okay, cool. And who wanted to study offline? Like who feel that offline studying is a more effective way to study? So Nhung felt so. Okay, you study the traditional way. I like it. Cool. No, you can press the button. There's a button to like raise your hand. Okay, cool. Now, so what I wanted to do, I wanted to read very carefully the rule of this game. Okay, now, rule number one to play this game. You choose what you truly agree with, and then I put you in two teams, the A team and the B team. Number two, each of the team member would have 10 seconds. Yes, you would have a 10 second here. In this 10 seconds, you would explain the reason why you choose that A or B. And then number three, when the 10 seconds stop, you also have to stop speaking, won't count anymore. And I make this timer go back and forth many times, so I won't stop. I will just write down your explanation. And when the timer stops like this, you see this? Yeah, and the next 10 seconds will go. I want you to watch it again. And the next 10 seconds go. So when you look at the next 10 seconds go, the next person will have a turn to go. So it says here, number four, the timer starts the next 10 seconds. Any person in any team can have the next turn. And if your explanation is clear and complete, you get 1 point. And when you have one turn of 10 seconds, you should focus on 1 point only. Should not give too many reasons. I wanted to try to focus on 1 point, explain that. Okay, let's try with this one. Now, studying online and studying offline. So we have the online team and offline team. Anyone in here would vote for what style of studying? I myself vote for studying online. I would go first. I think studying online is a better choice because we can save time and energy to go and traveling back and forth from our house to the classroom. That's my point. Okay, so I've done with the first 10 seconds and I'm gonna write here. This is Chang, and Chang think that the saving money and energy of traveling. Okay, the next 10 seconds, I would give you like about 3 seconds to decide. You turn on the mic and you can start talking. Okay, 2, 1, go. Nobody go? I would wait. Are we still in the studying online team or? No, you choose for yourself. See? The first thing you choose, you have to choose what team you belong to, and it's okay, that's fine. Then you would say, I choose studying online, for example. Okay, I would make the time go again. 4, 3, 2, 1. Anyone wanna go? No reason? Time keeps going. No, you don't have to raise your hand actually, you just start speaking. This game is a little bit new for you, but I believe that for the first couple of times you would get used to it and you would know what to do. I wanted to focus on, this one. I wanted to focus on the fact to study online or offline. You choose one, that's fine. When the time starts 10 seconds, you start speaking. You don't have to raise your hand, you can just speak
I'll make the time go again. You see that? You hear the time? Okay, yeah, 2:10. Okay, Nhung, go. Studying online, yes. Studying online have me focus more on my lesson because I'm not be disturbed by my friends in class, my classmates. Okay, so you said you won't be distracted by classmates. I agree with you. Good. Okay. You would, khi mà các bạn nhìn thấy đến 10 giây ấy, mà nó quá 10 giây, ví dụ như này, còn 6 giây, 5 giây này thì bạn đừng cố nói, bạn đợi đi. Đợi xong đến lượt thì mình sẽ nói tiếp ạ. Mình sẽ tranh thủ cái thời gian này để mình ghi ý tưởng của các bạn vào. Ok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. I choose study offline. Ok. Phương. Because we cannot... Ok, sorry, time's up. I'm sorry, trong trò chơi này cô giáo sẽ hơi tàn nhẫn một chút ạ. Và các bạn sẽ để ý cái thời gian thật là tốt. Bởi vì là mình để thời gian chạy liên tục này, continuously, để cứ khi bạn tập trung, bạn sẽ triển khai ý của mình trong 10 giây thôi. Phương có thể đợi khi mà đến hết cái chỗ này thì em có thể bắt đầu nói, hoặc một bạn khác mà nói thì mình phải nhường quyền cho bạn ấy vậy. Nhưng mà ai sẽ bắt đầu trước từ lúc cái 10 giây điểm ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu ý tưởng của mình. 5, 4, 3, 2, 1. Anybody? Hoàng, please. Hoàng, please. Em bắt đầu lại từ 10 giây nhé. I choose studying offline because yesterday I just arguing with my friends on studying online and my work have... Time's up. I'm sorry. Time's up. Em sẽ suy nghĩ lại cái cách để triển khai câu chỉ trong 10 giây. Cô xin lỗi vì cô hơi thô bạo và cô đã ngắt lời của Hoàng. Và cô rất thích cách mà Hoàng kể chuyện là ngày hôm qua thì đúng là Hoàng đã gặp cái sự việc này. Nhưng mà cô đang muốn luyện cho tất cả các bạn vào đầu buổi học là chúng ta chỉ có 10 giây trong tay và chúng ta sử dụng nó tốt nhất có thể. Clear point. Ok, mình sẽ để thời gian tiếp tục nào. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. I choose studying online because it's so easy for me. Access from the other country, mm-hmm. So it's no limit for geography and even time. Yeah, so it's limitless. Do I have to speak more? No, you don't have to. And I think you have a clear point in 10 seconds. Just keep that so that you can save more idea for the next turn. You can go over and over again. Okay, limitless in term of geography and time. Thank you. Very good. 2:10. Anybody? Time's up. Một người có thể nói hai lượt, nhiều lượt càng tốt ạ. Đây cô đã để sẵn này, có 5 lượt, tức là trò chơi này sẽ kéo dài trong 10 lượt. Khi mình thấy số 8, số 7 này thì mình đợi một chút ạ. Chuẩn bị tinh thần nhá. Các bạn có thể bật mic sẵn trước ạ. 0, go. Anybody? I choose studying online because nowadays everybody is online and it's so easy to access to the online yes. Course or the class. So I would say... So also easy to do. Yeah, I think you actually make yourself have 2 points. Point number 2 is easy to approach and easy to get access to an online course. Đấy, cái ý đó là cái ý trùng với trên rồi. Còn cái ý sau ấy, là em bảo rằng nó là common trend thì cô sẽ đưa nó vào thành một cái cụm là common trend of the world. Như vậy là mình có thể mình đóng gói lại cái ý tưởng của mình thành từ như vậy. Ok, tiếp tục thời gian. Thank you Duyên very much. 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Anybody? I want to study offline because I want to go out and interact with people. Okay. So you want to go out and you interact. To interact directly with people. Vậy thì mình hy vọng là các bạn sẽ học hỏi được luôn khi mà mình tự chế lại câu của các bạn như thế này. Đây là cách mà hình thức mà mình đã đóng gói lại cùng một sản phẩm của các bạn là cái bên trong. Nhưng mình đóng gói lại dưới một cái lớp vỏ, một cái lớp thùng giấy bên ngoài, chính là từ vựng.
Mình cần ý tưởng các bạn, nhưng mình sẽ dùng cái từ vựng khác đi để đóng gói lại cho nó dễ bảo quản để được lâu. 5, 4, 3, 2, 1. Anybody? Hoàng, please. Okay. Because while working, I need a big piece of paper, and I need more than 2 people to write on it. Okay. And you would need like about 2 people to write on. Cái này phụ thuộc vào tính chất công việc của em đúng không? It's depend on my major characteristic. Vì tính chất công việc của Hoàng là liên quan đến kiến trúc. Ok, very good. Mình sẽ cho các bạn còn 2 lượt nữa đi. 2 lượt cuối ạ. Xin mời ạ. Let's go. I prefer the study online because it's fast and easy sharing of resources. Okay, to share resources. Okay, yeah, I agree with you. Fast mình có thể thay bằng speedy. Speedy and easy. Okay, cool. The last idea. Xin mời ý tưởng cuối cùng ạ. Seven, six, five, four, three, two, one, go. I want studying offline because Miss Như, I think that it helps people be more emotional. Stay emotional and keep the chemistry in the classroom. Đây là một cái loại chất hóa học đặc biệt, người ta gọi là keep the chemistry, tức là một lớp học mà tràn đầy cảm hứng, có sự tương tác lẫn nhau, mọi người yêu thương hoặc là động viên hoặc là truyền cảm hứng cho nhau, thì đấy được gọi là có một cái strong chemistry in the classroom. Thì ý của Miss Như khi mình giữ được cái emotional nó chính là cái này. Thank you. Mình xin điểm lại như sau. Không tính cái của cô Trang làm mẫu ha. Thì đội studying online got 4 points and đội studying offline only get 3 points. I'm so sorry. Vậy bây giờ studying online đã thắng. I'm sorry, mình sẽ phải gạch nó đi. Vậy mình muốn là các bạn có một cái cảm xúc là khi thấy cái mình theo cái này mà bị gạch đi thì mình hãy cố gắng hiểu luật chơi, và cái luật thứ hai này thì mình sẽ làm đúng và mình có thể có nhiều lượt nói hơn. Ok, nào. Một nhận định ở trên thế giới như sau. Women don't need men. Vậy theo các đấng mày râu thì trong lớp của mình là women don't need men, có đúng hay không? Và các bậc phụ nữ thì sao? Các cô gái của chúng ta sẽ nghĩ là women don't need men. You agree or disagree? Ok, bạn không cần giơ tay don't agree, disagree, mà bạn cứ đến lượt thì bạn nói và mình sẽ đưa vào đúng cột. Các bạn mỗi đội đều có 10 lượt đi. Hết 10 lượt này chúng ta sẽ kết thúc cái phần chơi của cái câu nhận định này và mình sẽ quyết định đội nào thắng. Ok. 7 4 2, 1, let's go. I feel women don't need men because a woman can independent of men and make her own living. Okay, be independent and make a living. While living, trong khi sống hay là trong cái việc tạo ra gọi là công việc của mình. You turn on the mic again, please. Yes, earn a living. Earn okay. Their own living. Yeah, make their own living or earn their own living. Rồi, mình không sửa cái câu này. Is this in the green team, the green one? Yeah. Zoom, please. So she mean that she agreed. Oh, okay, sorry. Sorry. Okay. Now, we continue 6, 5, 4. I wanted to look at the time again. Let's go. I would be very patient and I'll wait for you because I want to create the chance for you to speak. Independent. I agree. Oh, please don't wait like this. Like, yeah, when you see 10, you go. 10, go. I agree that women
No, I disagree that women don't need men, mm-hmm. because it's nature that we need female mm. and male. It's a part of nature that men and women need each other for the perfect life. Yay! Okay. No, I don't mean it's for perfect life. No. It's just for diversity or something like that. Mm, okay. So just like they need each other. Okay. Mm-hmm. Thank you, Zuyen. 10 seconds, go. I agree because I think women can adopt a child and raise her or his by her own. So where did the sperm come from? We still need men for that, right? I mean, adopt a child. You can adopt a child, but the child needs to come from the man too. From either cat or dog. Okay, no, I don't make you feel hard for this one. No problem. Yeah, I understand what you mean. 10 seconds, go. I disagree. Mm. Women need a man to maintaining the human race. Mm, yeah, chỉ cần 3 chữ maintain human race, không cần đến 10 giây. Đấy, mình cần các bạn là các bạn đóng gói được ý tưởng thành từ. Đấy chính là cái bước đầu tiên trong 5 bước để bắt đầu nói được tốt đấy. Chuẩn bị các bạn chờ thêm 10 giây vui chơi đi ạ, suy nghĩ, đóng gói tiếp này. Còn 3 giây chuẩn bị đóng gói này. 3, 2, 1, let's go. I disagree because okay. The man can bring the safe emotion for the woman. Mm. The woman can be independent. Even though the women are very independent, but they still need the safe emotion which come from men. I totally agree with Thuong, thank you. 2, 1, let's go, continue. 10 seconds. Chuẩn bị lại 10 seconds tiếp nữa các bạn nè. Let's go. No idea? I agree because I think that a woman can do everything like men. Okay. Thật không ngờ là chị bắt đầu từ giây thứ tư mà chị vẫn xong được đấy. Women can do anything like men do or like men can. Okay. 4, 3, 2, cố lên các bạn. 1, let's go. I agree because I already saw some women don't need men. Okay, because you have seen the witness. Yeah. Very good. 4, 3, 2, 1. Yes, let's go. Because women can choose to travel or have a lot of things to do without men. Mm. It's just like freedom. Mm. Whatever he like, whatever she like. Okay. So are free to do is because we're talking about she here. Very good. Còn hai ý tưởng cuối cùng thôi ạ. À, kể cả như bạn là thuộc đội bên này thì mình có thể để cho bạn 6 ý tưởng cũng được ạ. Tức là mình chỉ cần là cứ có 10 ý tưởng tổng thể tất cả thì mình sẽ tìm ra người thắng cuộc ạ. 3, 2, 1, 10 seconds go. Let's go. Ok, đã mất một ạ. Last idea please. Try. 10 seconds. Ok, lượt cuối cùng nha các bạn. 2, 1, 0. I think men... I agree because I see all men always hurt women. Ok, almost all men hurt maybe they're women in some way. Yeah, this is like true, totally true. And women hurt men too. I mean, like it's both sides, so maybe we should not interact at all. Social distancing, yay! Okay, rồi cuối cùng mình đã tìm ra người thắng cuộc là agree, thì đội agree đã thắng ạ. Thank you. Okay, next one.
Couples should have cohabitation before a marriage. Do you agree or disagree? Especially in terms when we are Vietnamese people with a deep culture of, you know, like very charming and like keeping our virgin until we get married. So is it okay to have cohabitation? Cohabitation means to live with your partner before marriage. Okay? So again, let's go. Mình lần này á, mình dừng lại một chút để nhắc các bạn ạ. Đây là phần tập nói và mình muốn kiểm tra xem trong 10 giây các bạn đóng gói ý tưởng thành từ vựng như thế nào để thành các cụm từ ngắn. Thế nên là các bạn hãy tận dụng cơ hội này để thời gian trôi đi không bị phí. Và như các buổi trước á, là cô sẽ chỉ định mời bạn này, mời bạn kia. Thì cứ đến lượt là bạn được nói. Còn lần này thì mình không cho điều này xảy ra mà mình muốn các bạn nhìn sự tự giác của các bạn. Thế nên là chúng ta hãy tận dụng cơ hội này nhé. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. I agree because cohabitation is good for the marriage, and that brings you the first experience which you will have in your whole life. Mm-hmm. Okay, I agree with you. Before the whole marriage life come. Trước khi cái đời sống hôn nhân nó sẽ đến thì mình sẽ có những trải nghiệm đầu tiên để mình thử nghiệm tốt. Ok. Thử ạ. 3, 2, 1, go. Xin mời bạn ạ. Nguyệt nào? Thương nào? You can also be have safe cohabitation with they can understand each other better. Ok. Ok. 3, 2, thank you, Nguyệt. Very good. Let's go. I disagree because there are a lot of potential risks for women if they have a child. Exactly. So a lot of potential risk that the women have to suffer by having cohabitation with their partner before marriage. 0, 1, 9. Ooh. I agree because I think it is fair for both women or men to have their first experience in marriage. So it show care and love. Is that right? No, I mean it's fair. Oh, sorry. I think I misunderstood you. Yeah. Yes. It's fair for both sexes. Yes. Mm-hmm. 10 seconds. Hoang, please. So you don't need to regret to because you married your partner. So what is the reason again? You don't need to regret because you married your partner. Okay, so you agree or disagree? I agree. Okay, you agree, and your reason is because you don't want to regret later. Okay, I totally agree with you. Thank you. Mm-hmm. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Anybody? Miss you? Because I think it is a disadvantage for women, and sometimes cause women to be less clever. Sometimes it costs what? Can you say that again, please? Sometimes? Sometimes cost women. Permanent. Permanent. Damage, right? Damage. Yeah. Mm-hmm. Những gọi là những cái tổn thương thiệt hại gọi là vĩnh viễn ấy dành cho phụ nữ. Okay. Có thể ạ. Và nếu như hai người này... Okay, Nhung disagree, let's go. I disagree because of they will suffer from social disagreement and a reward. Yeah, suffer from social disagreement. Yeah. And rumors from others. I think I would use the word criticism. Criticism and rumors. Sure, that's for sure. Yeah.
cố lên, thêm một ý nữa đi ạ, thêm hai ý cuối cùng đi thì sẽ xem ai thắng ạ. Đội agree có 4 điểm, đội disagree có 3 điểm ạ. Yahoo. Ok, let's go. Bây giờ mới 10 giây nè, xin mời ạ. Mình cứ bắt đầu đi ạ, không phải ngại đâu. Mình cứ nói thôi, cái trò chen nhau này rất là vui ạ. Ok, yeah. They are not sure or certain to get married. Yeah, ok. Một lý do cuối cùng đấy sẽ quyết định đội nào thắng đấy, lý do quyết định đấy. 3, 2, ok, Miss Anne ạ. Living together, we can share the financial responsibilities. I see. You can share financial responsibility. Yeah, và nếu mình được share từ trước khi marriage thì mình sẽ được trải nghiệm cùng với nhau để mình càng có kinh nghiệm sống cùng với nhau hơn. Ok. I'm sorry. Đội agree đã thắng ạ. Đội disagree. Thôi về agree đi nhá. Ok. Okay. Okay, next one. Students should study abroad to become a high quality worker. Để trở thành một cái người lao động có chất lượng cao thì một người học sinh nên đi học nước ngoài. Thì cái điều này bạn đồng ý hay không đồng ý? Bạn hãy đưa ra ý tưởng của mình. Mình đã có 7 đấy rồi. 6 5 4 3 2 1. Let's go. Let's go Nhung. Get a good job and do this one without going abroad. Uh-huh. Được. Thế thì mình phải giải thích tại sao mà without going abroad thì mình vẫn totally get a good job được. Because education in our country is really good. Đó. Vậy vấn đề ở đây là em sẽ phải pack được cái ý tưởng của em nó trúng vào cái đầu đề này. Ví dụ khi mình thi IELTS hoặc là mình phải thuyết trình trước đám đông thì mình phải trả lời trúng cái đề này, chỉ có 10 giây để thuyết phục họ thôi. Đưa ra 3 chữ, 3 từ, pack lại, đóng gói lại thành một cái đoạn, thành một cái cụm. Ví dụ nó sẽ là domestic education is high quality, hoặc là can ensure cái outcome of the learner, of the student, yeah. Ensure the studying outcome. Okay, 2, 1, let's go. Xin mời. I agree because yeah, Miss Anne. We have a chance to immerse in the different environment. Immerse in a different what? It's different from play. À, chị Như, chắc chị Như quên chưa tắt mic ha. Miss Anne, can you say it again? So you have a chance. We have a chance to immerse in the international environment. Mm. Okay. Và khi mà mình immerse cái environment này thì chuyện gì xảy ra? Cái outcome của nó là gì ạ? Cái trúng nhất là mình phải nói được đúng là mình có cơ hội này, nhưng tại sao cái này nó lại liên quan đến cái việc mà mình trở thành high quality worker? Cái đề bài của mình là trở thành high quality worker cho nên bạn có thể viết văn rất hay. Nhưng nếu không trả lời trúng ý tưởng, giống như vừa rồi câu của Nhung, là Nhung nói là bởi vì mình vẫn có thể có bằng tốt mà không cần đi học nước ngoài. Thế thì cái bằng này liên quan gì đến chuyện trở thành high quality worker? Vậy thì bạn phải nói được cái ý này này, cái ý mà cô đưa ra này. Là dựa trên ý của Nhung, nhưng mà ý này mới là trúng cái câu hỏi. Vậy thì bạn rất dễ bị trả lời lạc đề. Như chị An ạ, chị An đã đi được nửa đường rồi, chị hãy đi thêm cho em nửa đường nữa. Mời chị. Khi đúng là chị đưa ra cái tình huống là khi mình đi học nước ngoài thì mình có cơ hội để mình đắm chìm trong cái môi trường nước ngoài. Thế thì sao? Điều này có liên quan gì? Chị hãy kết nối giữa cái việc môi trường nước ngoài và cái việc trở thành công nhân lao động, trở thành người lao động có chất lượng cao. Professional technique or technique to serve our future job. Okay. Vậy hiện nay thì để mà giải thích hết được cái ý này nó đang tốn hơi nhiều đây này. Em nghĩ lại bỏ hẳn cái này đi ạ. Bỏ hẳn cái have a chance đi, chỉ nói mỗi này thôi.
Khi đi học ở nước ngoài thì you learn more professional technique to serve the future job. Đấy ạ, cái này là chúng với cái trở thành high quality worker. Vậy thì ok, 7, 6 tiếp tục ạ. Bạn cứ nêu ý tưởng và mình sẽ phản đối bạn hoặc là mình đồng ý với bạn ạ. Bắt đầu, xin mời anyone. I disagree because okay, earning experience at work is also very important, which you can have in Vietnam or in your country. Okay. Earning job experience don't depend on your studying location. Cô đóng gói là ý tưởng của Duyên thành từ này, Duyên có thấy hợp lý chưa? Có ok không? Tức là whether you are studying here or there thì cái job experience vẫn sẽ earn được. Đó, thì mình sẽ nói là don't depend on cái này. Ok, yep. 7, 6, 5, 4. I disagree. Okay, you Hoàng can ạ. Learn everything from internet, so we don't need to go out. In the internet era, vào thời đại internet hoặc là thời đại công nghiệp 4.0, 4.0 industry, thì nó trở nên là boundless source to study. Cái nguồn mình học, cái nguồn kiến thức mình học được nó trở nên boundless, nó không còn có ràng buộc hạn chế về mặt địa lý nữa. Đấy, đấy là những cái cụm mà mình có thể đưa cho các bạn được. 3, 2, 1, cảm ơn Hoàng. Who else? Xin mời. Miss Yu. Because the environment is different from place to place. Cannot apply its own in your country. Very good, very good. Chị pack ý tưởng của chị rất là tốt ạ. Có thể là nó hơi dài nhưng mà chị đã biến nó thành trong 10 giây, chị xử lý rất là tốt ạ. Vậy thì applying theory knowledge, mình nghĩ là sẽ dùng đây theoretical knowledge into practice differs from place to place. Ok, tốt ạ. 3, 2, 1, let's go. Anybody? Hoàng nào? Because we can fluent one foreign language. Vậy thì chị lại tiếp tục là cái foreign language đấy thì liên quan gì đến việc mình trở thành high quality worker? Chị An đã luôn đi được nửa đường và chỉ cần thêm một cái khớp nối nữa để nối giữa cái language và cái high quality worker thôi. Vì em đã chấm nhiều bài IELTS nên em biết là chỉ thêm một chút nữa thôi là mình chạm đến được cái điểm và mình trúng đích. Còn hiện nay đang đứng ở đây là vẫn, nếu mà gặp phải ban giám khảo khó tính là vẫn vứt luôn. Chị cố lên thêm một tí nữa đi ạ. When you study abroad, you learn a foreign language, which? Điều mà cái foreign language này sẽ giúp gì cho chị ạ? Apply to the international company. Okay. Apply to a international company. Có vẻ như cái apply vào cái công ty nước ngoài này nó cũng chưa liên quan đến cái high quality worker. Nó chưa thể hiện là chất lượng cao. Rõ ràng nó liên quan đến nhau rồi đấy, nhưng mà mình thêm từ thì nó sẽ thành liên quan trực tiếp nhỉ. Yeah. Nhưng hiện nay là mình đã hiểu ý nhau. Ok. Dạ, thêm một ý tưởng cuối cùng nữa đi ạ. Hiện đội disagree đã thắng đậm rồi, chỉ cần một ý tưởng cuối cùng nữa thôi ạ. Let's go. I agree because study abroad make the people Nguyệt have personal development. Oh good, hay quá. Yeah. Đúng chỗ ngứa rồi. It bring to you your independent. Bắt đầu đang đi chuẩn bị đi thẳng tiếp là đến đích là cái high quality worker thì em lại dễ phải một chút. Em để nguyên cái personal development này và cái này thì nó phục vụ tối đa. Đây ạ. Cô sẽ tặng cho em cái đóng gói như sau là nó sẽ support, nó maximize the support to high quality worker.
chúng ta đang cần, mình nhìn lại cái đề bài này là trở thành become a high quality worker, cái này là cái quan trọng nhất này. Thì tất cả những ý này nó đều phải dẫn lên cái ý này. Thế em đang ở chỗ là personal development, ui, cái này tức là trong cuộc sống riêng của họ thì cũng sẽ đóng góp vào trở thành một cái người lao động tốt, thì em lại rẽ một chút, cái cẩn thận không. Ok, thank you. Vậy đội agree lại thua rồi, xin lỗi ạ. Đội disagree, à đội agree lần này mới thua chứ nhỉ. Ok, no problem. Chúng ta sẽ sang bạn nhìn kỹ ở phần này, mình xin giảng một chút nha. No more timer. Ok, chúng ta, các bạn có đồng ý với mình là các bạn học khóa này là đều muốn để nói tốt không ạ? Nói tốt hoặc là viết tốt, hai kỹ năng này nó giống nhau. Viết thì nó lợi thế hơn nói ở chỗ thế này. Viết thì bạn dùng tay, vì vậy trong lúc bạn dùng tay ấy, mà người ta tư duy thấy là cái con đường từ tay lên não nó nhanh hơn là từ miệng lên não. Thế thì khi mà bạn dùng tay, bạn sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ, để process cái ý tưởng của mình. Còn khi nói thì nó là trình độ cao hơn của viết ấy. Thực ra là như thế, bởi vì nói là bạn phải nghĩ, bạn sản xuất ra ở cơ miệng, và nó thêm một cái động tác, đó là động tác pronunciation, và thêm speed, thêm tốc độ và thêm phát âm. Trong khi đấy thì phần viết là mình có thời gian, mình suy nghĩ, có thể kéo dài thời gian được và không mất cái phát âm. Cho nên thường kỹ năng viết của bạn sẽ tốt hơn kỹ năng nói. Bây giờ mục tiêu của chúng ta là muốn nói tốt. Vậy mình sẽ break it down. Mình chia nhỏ ra xem là nói thì nó gồm bao nhiêu thứ, và bạn nào mạnh cái nào thì nói cho cô biết nhé. Theo cô giáo thì nó sẽ gồm 5 thứ. 1, 2, 3, 4, 5. Galaxy A7, raise hand. Có bạn nào giơ tay thế ạ? Ai giơ tay thế nhỉ? Mọi người cứ nói thoải mái nhé, không cần giơ tay đâu. Nó có 5 ý này. Thế thì bây giờ bạn thấy một người, you see a person who is really capable of speaking so well, and it seems like English is their second language or even first language. They don't waste any second, and ideas just flow out from their mind quickly and naturally. Ví dụ như đoạn mình vừa nói, thì làm thế nào để mình nói được như vậy? Mình đã trải qua 5 bước, mà mình đã tự tập 5 bước này tách biệt nhau. Bây giờ bạn muốn nói tốt, bạn hãy làm 5 bước này tách biệt nhau. Mình thấy các lớp học thông thường, giống như bột giặt Omo và bột giặt thông thường ấy, thì các lớp học thông thường là hay trộn các kỹ năng này với nhau và cho mọi người nói nhau nhau lên. Nhưng mình có nhắc lại các bạn vừa rồi trong cái phần nói ấy, là hãy đóng gói ý tưởng lại. Cái điều đầu tiên là bạn có một ý tưởng. Nếu bạn bị bí ý thì thôi, mình không thể giúp được bạn, vì cái ý này nó nằm trong cái trí gọi là cái trí tuệ của mình rồi. Nó là cái trải nghiệm xã hội, là cái hiểu biết của mình. Mà mình thì chỉ dạy bạn tiếng Anh thôi, mình không dạy bạn các môn xã hội khác. Vì vậy, cái ý tưởng này là phải là của bạn. Ai là người có ý tưởng tốt ạ? Ai là người sáng tạo ạ? Em nào đấy? Mình giơ tay cách truyền thống cũng được. Mình đang... I'm looking at you right now. Ok, rồi cứ coi như cả lớp mình ý tưởng rất là dồi dào đi. Ý tưởng này nếu mà bạn bị bí ý thì bạn phải đi lấy ý của người khác. Và bạn đọc ý của người ta nhiều đến mức mà dần dần nó ngấm và trở thành ý của bạn. Còn nếu bạn là một người luôn luôn sáng tạo rồi thì mình đọc thêm thôi, nhưng nó không phải nguồn chính. Còn với ai mà cái khả năng nghĩ ý kém thì phải đọc nhiều. Nhưng đừng có đọc theo kiểu là cứ đọc để đấy ạ. Mà mình đọc với một câu hỏi thường trực trong tâm khảm của mình là: cậu ý gì vậy? Cái câu này ý gì vậy? Giống như vừa rồi mình cứ chất vấn các bạn rất là khó tính ạ. Cái này có dẫn đến cái kia không? Mình luyện logic một chút thì cái điều đấy sẽ làm cho mình thêm ý. Nào, ý tưởng là một thứ rất trừu tượng. Bây giờ loài người đã nghĩ ra ngôn ngữ. Ngôn ngữ của loài người thì cao cấp hơn hẳn ngôn ngữ của animals. Animals là cứ hú hú lên thôi đúng không? Nhưng mà loài người là có các ngôn ngữ khác nhau. Thế thì cái ngôn ngữ này là phần từ vựng này. Vậy bạn có ý tưởng rồi, bạn bắt đầu cho từ vào. Ý này nó tương đương với cái chữ này. Thế thì cùng một ý tại sao mình lại nói chữ khác bạn? Đấy á, nó là khác nhau ở chỗ đấy đó. Thế thì mình phải học thêm từ. Mình đặt từ cạnh nhau rồi, mình có các từ cạnh nhau, nó thành một cái dòng như thế này. Vậy đấy là chính là lúc mình dùng ngữ pháp. Từ thì nhiều từ cộng lại thành ngữ. Excuse me. Vậy thì bạn nên học từ trước rồi bạn mới học ngữ pháp sau. Bước tiếp theo là bạn cần ngữ pháp để cho chúng vào thành gói lại với nhau. Tức mình cho nó vào một thùng rồi nhưng mình sắp xếp đúng thứ tự. Có ngữ pháp xong rồi thì bước tiếp theo, đây, vậy đây là một câu rồi đây này. Đến chỗ này là hết một câu rồi này. Nhưng mà câu này nó sẽ dừng, đây là dừng ở viết đây. Bây giờ muốn nói ra thì phải thêm hai thứ, thêm phát âm và thêm tốc độ. Phát âm rất là chuẩn, nhưng nói quá chậm thì thường ý tưởng trong đầu bạn bị vỡ ra. Thế nhưng mà nói nhanh nhưng mà phát âm sai thì người kia không hiểu. Vậy là có 5 bước này.
Thế thì bây giờ bài tập nào sẽ giúp bạn luyện từng cái kỹ năng khác nhau để cuối cùng bạn trở nên nói một cách thông thạo? Từ đầu khóa đến giờ chúng ta đã luyện về phần speed rất là nhiều. Ví dụ như mình lúc nào cũng bắt các bạn là 10 giây thôi, 15 giây thôi. Cái phần pronunciation này thì mình không có luyện trong khóa của mình, bởi vì mình tự mặc định là bạn vào đến khóa này là phát âm của bạn phải rất tốt rồi. Nếu không được thì bạn sẽ tự bổ trợ qua công cụ Google Voice, đúng không? Để mình kiểm tra phát âm đủ chuẩn là được. Ngữ pháp thì mình có công cụ gì? Có bạn nào còn nhớ không ạ? Có hai công cụ để học ngữ pháp. Grammarly. Grammarly. Và gì nữa nhỉ? Google Dịch. Google Dịch để biến ý tưởng từ Việt sang Anh theo phong văn phong của Anh. Còn Grammarly là để cắt những cái chỗ thừa thãi râu ria, những cái chỗ sai thì sai thời cuối cùng. Đây là bản Grammarly dùng miễn phí, còn bản Grammarly trả tiền thì nó cũng sẽ sửa từ cho mình để thêm văn phong tùy theo trang trọng hay là thân thiện. Phần từ vựng mình học qua từ điển, mình học qua Google. Thì cụ thể ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần idea và vocab này rất là nhiều. Nhưng mình muốn nói là cái phần idea này là cái phần một trong những cái đầu tiên. Đã bao giờ bạn thử tóm tắt một cái bài văn dài khi bạn viết chưa? Rồi lại viết lại cái bài đấy theo giọng văn của mình. Và cuối cùng thì bạn nhìn thấy sản phẩm của bạn viết ra nó còn hay hơn cả cái thằng viết mẫu. Ôi trời ơi. Đã bao giờ bạn thử điều này bằng tiếng Việt chưa? Ngày xưa khi mà cô giáo rất là kém về idea mà cô rất là nung nấu để học tiếng Anh tốt, thì cô quay trở lại, cô không tập tiếng Anh nữa, cô tập tiếng Việt. Tức là cô đi đọc những bài văn tiếng Việt và cô quyết định là viết ra không bài của các bài tiếng Việt, rồi mình tập nó lại bằng tiếng Việt. Nghe thì có vẻ chẳng liên quan gì tiếng Anh, nhưng mà nó giúp cho cái khả năng logic trong đầu mình tốt. Khi khả năng logic tốt thì dù nó là ngôn ngữ hay là giải quyết vấn đề trong cuộc sống hay là một kỹ năng mềm, mình đều làm tốt. Vậy ý mình là các cái kỹ năng này bạn phải tập một cách rạch ròi. Khi mình đã tập phát âm chuẩn thì đừng có cố nói nhanh. Hai cái này mà làm được thì bạn đã lên một level cao rồi, bạn đang tập tách biệt. Nếu muốn ngữ pháp tốt thì không thể nói nhanh được. Ngữ pháp tốt thì có thể sẽ không thể cho từ rườm rà được, bởi vì từ mà mình chưa hiểu cái từ đấy thì có thể vào ngữ pháp nó thành sai. Muốn tập idea thì đừng có lo về phát âm nữa, có nghĩa là tập từng cái rạch ròi. Rồi, nào chúng ta sẽ sang cái bài mà mình đã cho các bạn đường link trước nhé. Hôm nay mình chỉ tập idea thôi. Bây giờ mình tập theo thứ tự nhá. Nếu mà có đủ thời gian thì mình tập theo thứ tự. Nào, bây giờ mình có cái bài mẫu đây rồi. Trong trường hợp là bạn không có một tí ý tưởng nào, bảo bây giờ bạn hãy viết về industries mà nó bị hit by coronavirus đi. Thế mình bảo, industry là cái gì? Hit như thế nào? Bắt đầu bị bí ý. Vậy thì mình hãy đi tìm bài mẫu, và cụ thể là ở nhà mình hãy cho các bạn bài mẫu. Bây giờ mình sẽ giúp các bạn là biến bài mẫu này thành mình gọi là gọt ý, bỏ những từ rườm rà đi và chỉ để ý thôi. Chỉ để ý chính thôi. Nào, mình sẽ mời Jackie, are you there? Sorry các bạn ạ. One of the first victims of economic hardship is the air transportation industry. Đấy chính là câu đầu tiên. Theo anh thì chủ ngữ của câu này đâu ạ? Là gì ạ? Đang nhắc đến ai? Cái đầu tiên đầu bài. Cái câu đây gọi là câu chủ đề của đoạn ấy. Đây chính là câu chủ đề của đoạn này. Thì câu này nó sẽ nhắc đến tên gọi. Nhắc đến tên gọi, tên của một ai, của một vật nào đấy. Nó làm cái gì và tác động đến ai? Chính là subject verb object ạ. Cái ý đầu tiên sẽ là first victim. Dấu bằng thì luôn thể hiện cho cái gì, bạn còn nhớ không nhỉ? Chính là be. Dấu bằng chính là be. Thế thì cái first victim là thằng nào thế ạ? Anh Jackie. Air transport. Ok. Đã xong câu chủ đề. Tiếp tục nào. Thank you Jackie. Xin mời Nhung. Long before coronavirus surged in United States. Đến đoạn đấy đã. Em lấy cho cô những cái gì quan trọng nhất. Coronavirus surged in the US. Ok. Vậy thì theo thứ tự thời gian, chúng ta sẽ viết theo thứ tự corona thì nó làm gì US? Mình có thể nói là nó attack hoặc nó search. Search in US. Và dẫn đến. À nhưng mà trước khi việc này xảy ra thì đã có một việc khác xảy ra. Bởi vì nó bảo long before. Vậy thì mình phải lật lại mình xem cái chuyện gì xảy ra theo đúng thứ tự thời gian mình viết nó vào cái chỗ này. Vậy thì cái việc mà mình xem một đoạn văn xong mình lại quay trở lại out frame ấy, nó khó đấy. Now, airlines were forced to cancel flights and downsize routes. Xin mời. Tên gọi. Đầu tiên, ai thực hiện hành động ạ? Airlines
Rồi, chủ ngữ airlines. Airlines chuyện gì xảy ra với airline vậy? Cancel flight and outside rules. Cancel flights. Và việc thứ hai là? Ok. Tiếp tục ạ. Sau khi mà airline nó làm việc này thì Corona bắt đầu search về US. Và sau đấy chuyện gì để xảy ra tiếp với airline? Đúng không ạ? Airline cut staff. Cut staff. Và cái cụ thể của cái airline cut staff này, đây là một example ạ. Chính là cái hãng Nor Airline này. Thì đã làm gì ạ? Layoff 90%, đúng rồi. Vào tháng March, tháng 3. Mình sẽ đưa tất cả những cái này về đúng màu nhé, như các bạn đã tự làm nhé. Airline, Corona, Airline, Nor Air đều sẽ là màu blue. Cancel, downsize, search, cut, layoff, chúng phải có màu cam của sự hành động này. Flights lại tân ngữ này, tân ngữ cũng màu xanh. Các bạn thấy cô có chịu khó không? Cô làm rất nhanh là bởi vì ở nhà cô thường xuyên làm này, cho nên là trong đầu của cô giáo lúc nào nó cũng khi mà từ hiện lên thì các bạn có biết không, là trong đầu cô khi mà cô nghe thấy một câu nói thì nó hiện lên màu luôn ạ. Tức là nó hiện lên màu luôn ấy. Không biết là các bạn có cảm giác đấy chưa, nhưng bạn phải chịu khó làm màu thì nó sẽ lên màu như thế này. Ok, đây mình đã tóm tắt xong rồi. Bây giờ mình vứt cái này đi, mình không quan tâm cái này nữa. Mình làm cái việc thứ hai. Đây mình có, đây là mình đã chuẩn bị sẵn ở nhà cho các bạn ạ. First victim chính là cái này, industry. Trước khi chuyện này xảy ra thì airline đã làm hai việc này và phải cắt cả staff nữa. Mình viết theo cái cách này để nhằm cho bạn thấy là một mình cái airline nó đã làm một việc, hai việc, ba việc và cụ thể là bốn việc. Đấy, có bốn điều xảy ra. Bây giờ mình sẽ viết lại câu này hay hơn nhiều câu của bọn kia. Bạn có tin không? Mời Hoàng. Hoàng sẽ bắt đầu với cô đầu tiên ạ. One of the first victim of coronavirus a ship. Ừ, bên mình để này. Mình đang có cái câu đầu tiên đi. Được không? Thì cái câu đầu tiên này bây giờ mình thay cái từ first đi. Một trong những nạn nhân đầu tiên của gọi là khủng hoảng về kinh tế là cái thằng hàng không. Thì thay vì cái first nó chỉ mang tính đếm thôi, mình hãy tạo cho nó một cái tính từ có một cái màu xanh nó nổi bật lên, mang tính thông tin nhiều hơn. Một trong những nạn nhân xấu số nhất, hoặc là một trong những nạn nhân mà bị đấy, bây giờ cần ý tưởng của em đấy. Em phải có một ý tưởng, rồi em đóng gói ý tưởng đấy thành từ, rồi em chuyển nó từ não của em sang não của cô và các bạn. Mời em. Nạn nhân xấu số thì là gì ạ? 10 giây để suy nghĩ về xấu số. Đấy, vẫn là ý tưởng của cô nha. Xấu số tức là bất hạnh, tức là không may mắn. Thường thì lucky và unlucky nó sẽ dùng khi mà có một cái sự việc đột nhiên xảy ra. Còn đây là trong một thời gian dài thì mình nghĩ mình có thể dùng từ unfortunate. One of the most unfortunate victims of economic hardship. Nói một cách, nạn nhân thường thì người ta hay dùng từ gì với từ nạn nhân? Bây giờ nếu bị bí ý, bạn hãy cùng cô theo dõi lên màn hình này. Chúng ta sẽ vào Google. Chỉ vào Google đơn giản thôi, không phải Google dịch, không phải gì cả. Mình xem theo văn phong của nước ngoài thì người ta hay dùng tính từ gì với victim. Bây giờ mình cứ ghi tạm ra nhá. Unfortunate victim of COVID-19. Và bây giờ mình bắt đầu đi tìm ạ. Đây chính là cách mà cô học viết và học nói đấy. Rattle, đi tìm victim. Ở đây describe the victim. Không thấy có tính từ gì miêu tả cả. Đi xuống tiếp xem nào. Unfortunately cũng không đi cùng với victim ngay. COVID-19 victims, normal manner, không thể unfortunately. Youngest victim, vậy nói về độ tuổi. Nhưng mà với hàng không thì có thể nói là độ tuổi được không? Không có, vậy mình không dùng được. Tiếp tục nhá. Unfortunate humans, không nói đến victim. Vậy từ gì có thể đi với victim đây? Vẫn chưa thấy có. Đây là cách mà cô học đấy. Cô cứ như thế này ngồi một mình ở nhà, xong rồi tìm này mà cuối cùng nó ra đấy. Vậy thì bây giờ mình chỉ ghi victim thôi vậy. Ở đây vẫn ghi là youngest victim. Cũng không thấy có thêm từ gì à? Vẫn là youngest này. Symptoms, corona victims này. Có bạn nào tìm thấy không ạ?
Mình gợi ý với các bạn nhé, là mình với nạn nhân thì mình có thể dùng là nạn nhân thì à, ok, mình tìm thấy ở đây rồi. Coronavirus Spain death pass từng này. Tiếp tục nhá. Dòng đầu tiên, một ngày trước đây, thông tin rất mới. Đây là tiếng Anh hiện đại, yên tâm rồi. A woman arrives from cái này. Một người phụ nữ trở về từ một cái lễ tang, chôn cất gì đấy. Là nạn nhân này, của một nạn nhân. Và bây giờ đang, ở Ý thì đang duy trì đó, là một quốc gia mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vậy thì cô thấy là đây có danh từ và có worst affected country. Vậy thì bây giờ cô sẽ đưa cái này, cô thử xem là có thể dùng worst affected victim được không? Cụm này liệu có đi với nhau hay không? Bạn nhìn này, worst hit region, một vùng mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất này, cũng là cái mình học được này. Worst hit. Đây cũng worst affected countries. Worst affected mình thấy rất nhiều. Nó cũng có thể dùng với victim. Nếu mà mình cảm thấy khó khăn nữa thì mình đưa nó vào Grammarly. No issue found. Hey, nó chỉ sửa mỗi từ COVID thôi. Viết hoa nhá em. Ok, vậy từ này là từ chấp nhận được. Vậy thì để mà ra được một cụm từ, bạn sẽ phải vất vả đi vài kênh. Nhưng mà ra được rồi thì rất là đắt. Nào, mình thử tiếp. Một nạn nhân mà chịu ảnh hưởng, một trong những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề thì được gọi là gì? Bây giờ xin mời Thương sẽ dùng 10 giây để thử đóng gói cái ý tưởng này thành chữ nào. What are the worst affected victim? Worst là chịu ảnh hưởng tệ nhất, thế còn nặng nề là gì? Nặng nề, từ nặng. The hardest là à. Cũng được đấy ạ. Bình thường từ nặng mình dùng từ gì ạ? Hả Thương? Heavy. Rồi, ok. Thế mình sẽ có gì ạ? The most heavily affected, hoặc mình có thể dùng từ impacted victims. Đấy ạ, và one of the most. Yeah, mình có thể cho nó vào đây. Quay trở lại slide, thay nó bằng cái này. One of the most heavily impacted victims of economic hardship. Nào, economic hardship có thể thay bằng gì được không ạ? Nếu muốn biết từ tương tự nhá, thì mình bắt đầu cho bạn nhìn đường dẫn này. Một là bạn lên Google, bạn ghi như này. Nó sẽ nói rất là nhiều thứ và nó sẽ nói liên quan đến hardship ở đây. Hardship, instability, unemployment, income loss, economic insecurity. Ôi dồi ôi, đọc một từ nó ra bao nhiêu từ liên quan ạ. Tức là mình nhìn cái nguồn này mình thấy vui sướng vô cùng, giống như Hoàng đã nói ấy. Chúng ta có internet cơ mà, không giới hạn rồi. Ở đây thì nó không ghi thêm nữa. Mình sẽ giới thiệu bạn thêm một kênh nữa. Kênh này được gọi là kênh thesaurus.com. Thesaurus.com là kênh mà mình sẽ chuyên tra các từ cùng nghĩa với nhau. Dù đôi khi bạn thích tự chơi não của bạn, bạn không muốn nó được nhìn thấy nghĩa tiếng Việt ngay, thì bạn sẽ tra, ví dụ từ hardship, cho vào đây thì nó sẽ ra những cái trường từ, những từ tương tự với từ hardship này. Các bạn có để ý thấy màu của chúng khác nhau không? Cái mức độ màu sắc ấy, cái độ đậm nhạt của màu bạn có nhìn rõ được không ạ? Bạn nhìn có rõ không ạ? Yes. Thì những hai cái dòng đầu tiên này, hai cột đầu tiên là những màu mà tức là phổ biến nhất. Mỗi một cột này thì tương đương với các trường nghĩa khác nhau của từ hardship. Ví dụ như vậy, từ hardship có bao nhiêu trường nghĩa? 1, 2, 3, 4, 5 trường nghĩa. Và càng về sau là những cái trường nghĩa ít dùng nhất, còn càng trước là nhiều. Vậy hardship có thể là adversity, calamity, catastrophe. À, mình thích từ catastrophe. Các bạn biết catastrophe? What does that mean? Thảm họa, đúng rồi, nó bằng với kiểu từ disaster. Thì bây giờ mình sẽ thay cái hardship này có thể bằng catastrophe. Is the air transportation industry long before cái này search in the United States này. Rồi, vậy thì long before, mình có cụm nào thay cho long before không ạ? Nào, bây giờ mình lấy before nhá. Các bạn đều bị bí ý và bí từ đúng không? Cho vào thesaurus.com, gõ before xem nó ra cái gì. Rồi, bạn nhìn ạ. Before thì có thể, tại vì nó có nhiều trường nghĩa, có thể là ahead, đi trước cái gì đấy. Không phải nghĩa này. Back là quay trở lại, không phải nghĩa này. Previously, có phải không?
Đúng ạ, chính là nó. Previously. Vậy ở đây mình sẽ bỏ cái này đi và mình thay bằng previously to corona virus. Vậy thì previously to này, sau cái này, sau cái to này thì phải cộng với một danh từ. Vậy thì cái search này mình phải thay bằng danh từ sự tấn công. Đấy, mình bắt đầu cứ thay thế dần dần. Thế là ý của họ cứ dần dần thành ý của mình. Previously to coronavirus attack to the United States thì airline were forced to cancel flights. Các hãng hàng không phải buộc làm hai việc này. Ở trên này mình thấy lại có cancel flight, downside routes. Vậy bây giờ mình cũng bí ý mà mình không có nhiều thời gian để mình thay hết từng từ này một. Mà cái từ fly với từ routes này là từ phổ biến, mình cũng không thể thay được nhiều. Vậy thì mình quyết định là mình sẽ, nếu mình không thay được từ thì mình hãy đảo cái ngữ. Đảo ngữ có nghĩa là nếu đang chủ động thay bằng bị động, nếu đang bị động đảo thành chủ động như sau. Các bạn quan sát nhé. Mình bỏ cái airline này đi. Mình có flights. Làm gì ạ? Were cancelled. Đúng rồi, was cancelled. And routes were downside. Thì như vậy là sẽ tránh được từ airline, bởi vì đã nói về air transportation thì chắc chắn chỗ này của airline. Vậy cách mới của mình mang tính chất khách quan hơn là các chuyến bay bị cái này, bị cái kia. Và mình tránh dùng từ airline. Sau đấy thì mình bắt đầu mình xuất hiện từ airline. Airline started cutting staff như thế này. Rồi airline nó phải cut staff đấy. Vậy bây giờ mình giả sử mình muốn thay từ cut staff bằng một cái cụm khác, mình sẽ làm thế nào? Mình lấy luôn từ cut staff. Đây là hai từ thì mình không thể cho vào thesaurus.com được, mình sẽ cho vào Google. Mình quay lại Google, mình gõ cut staff. Các bạn thử xem nó có ra từ gì tương tự không. Vậy mình phải chịu khó đọc ạ. Thầy có cut staff này. Job list thì không phải là cut staff, đây là cái hành động của chính cái người ấy cơ. Pay cut. Các bạn nhìn không ạ? Take pay cut. Bạn hiểu cái cụm này không? Cut staff chính là bằng với take pay cut. Rất thú vị, mình rất thích học cái kiểu này, bởi vì là nó sẽ cho mình ngồi mình đọc một lúc nó ra này. Rồi là staff on leave. Cái này thì nó mang tính chất chủ động, mang tính chất khách quan. Còn cái take pay cut với cả cut staff nó giống nhau, là từ cái ban quản trị lãnh đạo của công ty đấy phải cố tình cắt giảm nhân sự. Mình đọc tiếp nhé. Ở đây cũng cut staff này. Các bạn chú ý đọc cùng mình nhé. Ở đây cũng cut staff này. À, hay quá. Nó dùng từ workforce. Các bạn có hay từ workforce không? Nó dùng từ contractor này. Mình rất thích. Mình có thể dùng từ contract. Contract ở đây là mang tính chất là thu gọn lại ấy. Contraction ấy. Đây ạ. Mình có thể thay bằng từ contract the workforce. Wow, đọc một lúc và ra rất nhiều ý hay luôn. Tiếp nhé. Đây ạ. Cut the salary of most employees. Giờ là cut rồi. Trong lúc mà mình tra ở nhà thì bây giờ mình không tìm thấy ở đây nữa. Nhưng mà lúc mình tra ở nhà ấy, trước giờ học thì mình có tra được cái từ là terminate employees. Thì ra được rất là nhiều. Có thể dạng danh từ the termination of employment. Ý mình là sẽ không có hạn chế về từ vựng đâu. Đây mình sẽ ghi ở đây nhá. Động từ terminate the employees. Vậy thì lúc này mình sẽ thay chỗ này. Start. Thay vì cut staff, đây thì mình sẽ là terminating their employees. Đây là lời giải của mình ạ. Nhưng mình chưa cho bạn xem lời giải ngay, bạn đọc thì sẽ bị bí ý mất. Now, các bạn đang cùng với mình rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ mời Nguyệt làm việc nhé. Nguyệt ơi, ở đây thì cô đã cắt cái câu này ra thành một câu này. Trong một cái đoạn mà khi người ta viết báo hoặc người ta nói thuyết trình báo ấy, mà người ta cố tình đưa ra những câu đơn như này thì cái giọng văn nó càng mạnh mẽ hơn. Cái giọng văn của câu đơn nó sẽ làm cho người ta cảm thấy ui,
Người ta đang muốn nhấn cái ý ở đây và không nói quá dài dòng, cho nên là cô quyết định cô cho cái câu này riêng ra một câu, là câu tiếp theo. Bây giờ Nguyệt, mình sẽ lấy cái này, nói luôn cái thằng này luôn, là cái thằng Norwegian Airlines này thì phải laid off, tức là phải lay off cái employees ở đây đã trùng nhau, thì mình có thể thay bằng từ khác được không? Nguyệt có thể thay giúp cô cái từ employees bằng một từ khác được không ạ? Ở trên này mình có một đống đây này. Ok, thay bằng staff ha. Nghĩa là làm sao mình không trùng từ á. Nào, laid off chắc là phải thay bằng y ngắn. Thế thì cái động từ này ấy, nó bị, nói sao nhỉ? Nó bị phổ biến quá mà nó thiếu mất một cái phó từ ở chỗ này. Ví dụ hãng hàng không này đã phải gọi là đắng lòng hay là phải cắn răng để mà cắt giảm cái nhân sự của mình. Vậy thì hãy có một cái phó từ nào đấy mà nghĩa là kiểu rất là đau khổ, rất là buồn khổ phải làm điều đấy. Ví dụ kiểu Vietnam Airlines sadly laid off their employments chẳng hạn. Theo Nguyệt thì em có cái ý cao kiến gì ở đây? Expected là unexpected. À, đột nhiên đấy hả? Nhưng mà có nghĩa là không mong muốn. Cũng được ạ, unexpectedly, ok. Và mình có thể thay had to nữa. Had to unexpectedly. Thì chỗ này vì had to rồi cho nên động từ sẽ để thì ở thể nguyên thể lay off. Chỉ trong tháng 3, tức là chỉ trong vòng độ dài tháng 3 thôi, mà cái airline này nó đã phải cắt giảm tới 90% nhân sự của mình. Vậy thì cái in March này nghe nó bình thường quá, mình hãy thêm phó từ hoặc thêm tính từ tiếp để thể hiện là chỉ trong tháng 3. Just. Và in thì nó đơn giản, mình hãy cho thành within. Đây là những cái mà mình luôn luôn có thể thay được. Văn bây giờ cảm giác nó đầy cái sự mình sau mình tống hết cái đống này vào Grammarly. Đây ạ. Và mình chờ nó sửa nốt cho mình phần cuối là xong. Attack thay bằng attacks. À, vậy có nhiều lần tấn công khác nhau. Ủa, nó rất là cẩn thận ạ. Downsize. Downsize đúng rồi. Vừa nãy mình nhanh quá, mình chưa kịp viết ED của nó. Mình còn thích thế này. Unexpectedly, bản thân mình thì mình thích viết từ là bitterly, tức là một cách cay đắng. Thì cái quốc gia, cái hãng hàng không này một cách cay đắng đã phải cắt giảm. Tức là mình phải ngồi mình nghĩ rất là nhiều. Và có thể cái sức của mình bây giờ sẽ chưa thể tự viết ra một cái câu, một cái bài hay như thế này. Nhưng mà rõ ràng khi mình xem video, đúng không? Mình hôm trước mình đơn giản mình cho bạn xem cái video. Bây giờ chỉ đơn giản là mình lấy cái câu đầu tiên, cái câu thứ ba của video về thôi. Và chúng ta đã cùng với nhau buổi học này cực kỳ hiệu quả. Chúng ta đã thay này. Most heavily victim. Mời các bạn quay trở lại với cái slide này. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây. Đây là cái câu mà cô chuẩn bị sẵn ở nhà để xem các bạn có làm giống như này không. The most heavily influenced victim của cái COVID-19 catastrophe được xem chính là aviation is considered. Tức là mình thêm, thay vì is một cách đơn giản thì mình thêm cái is considered. Cái câu này mình dịch ra ấy là cái nạn nhân xấu số nhất của thảm họa COVID-19 cái đối tượng được coi là nạn nhân xấu số nhất chính là hàng không. Trước khi này, previously chính là trước khi này, và nó là phó từ nhưng cô cho màu xanh lá cây này. Cái vụ attacks ấy, rồi thêm attacks số nhiều. Thì có một loạt các chuyến bay đã bị khiến phải cancel. Cái mate này nó chính là bằng với cái force này. Và hàng loạt chuyến bay, thì ở đây không nói được hàng loạt chuyến bay, nhưng mà mình thêm hàng loạt chuyến bay, cảm giác cái tâm trí của cái người nghe cảm giác nó rất là hoảng sợ ấy, khi mà được nghe cái tin như thế. Đấy là chúng ta dùng ngôn ngữ để chúng ta kích thích vào người nghe. Several routes were downsized. It has yet to stop there. Thì cô thêm cái cụm là như vậy vẫn không hề hết. Bởi vì mình nhìn thấy ở trong phần này của mình đã bị bắt cắt giảm như này rồi, thế mà đến về sau phải cắt giảm cả nhân sự ạ. Mà không chỉ cắt giảm nhân sự không, mà đến 90% nhân sự. Thì đây là một câu chuyện cực kỳ đáng buồn. Vậy thì mình sẽ thêm cái cụm là has yet to stop there. Vẫn chưa kết thúc đâu. Còn gì nữa nào? Airline lại bắt đầu phải terminating cái employees của họ. Và cái hãng Norwegian này thì lại phải cay đắng sa thải 90% chỉ trong vòng tháng 3.
thì các bạn sẽ dùng các kênh là chỉ Google không, ngồi cha một loạt, thậm chí phải vào đọc cả bài. Nó rất là mất công để mình có thể học viết được tốt ạ. Mà viết tốt thì mới nói tốt. Còn bây giờ thông thường như bạn nói hiện nay, các câu bạn nói ra là theo cái vốn bạn đã có sẵn, chứ chưa phải là theo cô dạy. Cho nên là nếu như chúng ta muốn tiến bộ, như mình đã nói với một số bạn từ đầu khóa ấy, là chúng ta đang ở tầm 7-8 điểm mà chúng ta muốn lên 9 thì cực kỳ khó. Bởi vì chúng ta sẽ phải dành thời gian, chúng ta nghiên cứu nhiều hơn những người từ 3 lên 4 hoặc 5 lên 6 rất là nhiều. Càng trên cao mà muốn nhích lên một chút thì càng khó. Nếu không thì hôm nay là buổi thứ 7 ấy, thì đến buổi thứ 12 bạn sẽ thấy bạn ngoài vài cái từ mới lượm nhặt được thì bạn chả tiến bộ gì trong khóa này. Bạn sẽ có cảm xúc y như thế. Mà cô thì cô không hề muốn như vậy. Cô rất là lo lắng nếu như mà chúng ta có cảm xúc đấy đến cuối khóa học. Cho nên là chúng ta đang ở một cái vị thế là tiếng Anh tốt rồi. Thế thì cái vị thế này rất là mong manh, vì bạn có thể cứ mãi mãi ở cái chỗ tôn tốt đủ dùng mà không thể bứt lên được. Cho nên là cô hy vọng là bài về nhà thì có mỗi hai bạn làm thôi, là bạn Nguyệt và bạn Hoàng. Các bạn khác thì hãy cho cô xin một lời giải thích. Chúng ta cùng đồng thanh hát bài Just Give Me a Reason. Thôi không sao, dù ra thì trong 11 năm qua cô đi dạy thì hiếm ai làm bài về nhà mà. Thế hệ học sinh thì luôn luôn không làm bài. Ok, cô hy vọng là các bạn dù làm bài hay không, nếu bạn không làm bài thì bạn hãy coi khóa học này là một cái khoảng thời gian vui vẻ và mình biết thêm được những điều mà trước kia nếu mình không học mình không biết. Còn nếu bạn thực sự nghiêm túc thì hãy liên lạc với cô theo số điện thoại 038-215-162 và inbox cho cô, cũng như làm bài trên Facebook thường xuyên hơn. Vậy thì phụ thuộc vào công việc các bạn thì sẽ có kết quả đầu ra tương ứng. Cho nên là bạn đừng trách cô nha. Ok, chúng ta kết thúc buổi học ở đây, mình sẽ stop sharing. Các bạn tự xem thêm slide, bởi vì trong slide thì cô có viết mẫu thêm một vài câu ở dưới nữa, khá là thú vị để bạn tham khảo. Cô đã nói với bạn rồi ấy, là viết là cái chỗ ngứa của cô, tức là ai mà yếu viết thì cô rất muốn giúp người đó, bởi vì đây là cái kỹ năng mà mình phải tự học, nhưng mà có một người hướng dẫn và có công cụ đúng thì mình sẽ có thể rất mạnh. Viết tốt thì mới nói tốt được ạ. Không có ai không trải qua phần viết mà lại nói tốt được ngay, đấy là điều impossible. Ok, các bạn còn câu hỏi gì cuối buổi học không? Everybody. Hôm sau cô có khóa dạy viết không ạ? Thực ra thế này, nếu mà cả buổi chỉ ngồi viết không thì nó sẽ rất là boring. Nếu các bạn hãy order với cô, các bạn thích viết thêm thì các bạn hãy order là cô cho bài về nhà về viết. Nhưng thực ra thì trong bài về nhà có vlog ấy, là trước cái công đoạn vlog là bạn đã phải làm phần viết rồi. Đấy, thì thực ra trong buổi học này thì thực ra chúng ta toàn viết với nhau đấy chứ, đúng không? Mình viết xong mình nói xong mình kết hợp như vậy. Những lúc mà cô cho các bạn thời gian, cô bảo 10 giây nói đi, thì lúc ấy bạn hiểu cái ý đồ của cô là cô không cần phải nói, không cần phải từ vựng hay và ngữ pháp hay, mà quan trọng cái tốc độ. Còn khi mà chúng ta lắng đọng lại, cô không bắt thời gian nữa, mà chúng ta ngồi từng câu như này, cô hy vọng là các bạn gọi là take advantage of the time. Đã bao giờ bạn mất một câu mà bạn phải làm đến cả tiếng đồng hồ một câu như này chưa? Một tiếng này nó là sự đầu tư cho tương lai đấy ạ. Cho nên là bây giờ một tiếng một câu, nhưng về sau thì chỉ 15 phút thôi, vì lúc cái phần dự trữ từ vựng của mình đã rất là tốt rồi. Chị như cười có ý gì ạ? Em đùa thôi. Ok, rất hy vọng là mọi người có muốn làm bài viết không thì mình sẽ đưa đề viết tối nay ha. Nguyệt không dám nói, chỉ dám gật đầu sợ mọi người đánh giá. Ok rồi, Duyên, Nguyệt đều đồng ý này, chị An thì có chớp mắt thì chắc là đấy cũng là tín hiệu. Ok, thank you. Rồi mình sẽ đi nhanh rồi mình lại đi chậm, cứ như vậy. Thì cái phần viết sẽ là phần sửa chậm một chút. Như vậy các bạn sẽ viết thật là trau chuốt xong rồi mình sẽ sửa thêm cho các bạn nhé. Ok, mình sẽ làm cái đề viết. Nào, câu hỏi cuối cùng ạ, là buổi sau các bạn có muốn học tiếp về corona nữa không? Hay là các bạn muốn là mình sẽ lấy những cái tin cũ hơn nhưng mà không liên quan đến coronavirus, mà ví dụ một cái tin hoàn toàn khác đi, thì bạn thích thế nào? Bạn thích tiếp tục update về corona nhưng mà dựa trên những cái khía cạnh khác nhau của cuộc sống, các lĩnh vực khác. Ví dụ như ngày hôm ngay chiều nay thì mình có tìm đến một cái video nói về cách mà xử lý khi trong nhà bạn có người bị dương tính với corona và không thể đến bệnh viện, tức là không phải ở trạng thái quá severe mà là ở tầm moderate, thì các cái bước xử lý họ như thế nào, thì mình thấy cũng khá là thú vị. Bạn còn muốn học corona nữa không hay là mình sang topic khác ạ? Thực ra thì mình cũng
ra thì chị nghĩ là không quan trọng về nội dung, vâng, quan trọng là cách để em hướng dẫn mọi người cách là khi mà tiếp nhận một cái bạn tiếp cận cái bản tin này là như thế nào. Ừ, thế chị nói đúng bản chất rồi đấy ạ. Đúng rồi, chuẩn đấy ạ. Vậy thì mọi người ok là mình có thể cứ sẽ tùy theo cái điều mà mình thấy quan trọng với mọi người thì mình sẽ, hoặc là cái bài báo mình thấy hay thì mình sẽ cho mọi người nhá. Hôm nay học các bạn có bị nặng không? Cái từ vựng như này có bị nặng không? Bình thường đúng không? Kiểu như những cái từ này mình không để ý thôi, chứ còn thực ra mình nhìn cái từ này phát mình hiểu ngay mà, đúng không? Cô chỉ là cái người đào sới. Ừ, Duyên. Em thấy nếu mà làm kiểu debate hôm nay em thấy cũng hay. Ừ, thì mình phải kết hợp ha. Lúc đầu mình debate nè, xong sau đấy thì trong lúc debate thì mình lại đóng gói ý tưởng thành từ này. Sau đấy có thêm một chút thời gian để mình thay từ để thành câu mới này. Ok. Ừ. Rồi cảm ơn mọi người nhá. Mình sẽ. Hả? Thương, mời Thương. Em không nhận được cái bài slide gì nhỉ? Của những buổi học cũ ấy ạ. À? Hai buổi trước. Đây nhá, bởi vì là cái tài khoản email cũ của mình bị đầy cho nên mình đã chuyển sang email mới và mình đã gửi vào email cho các bạn rồi, nhưng có thể là vì các bạn đã lưu cái Google Drive cũ ở trong máy cho nên là bây giờ bạn lại quên mất, bạn cứ mở cái file đấy ra chẳng hạn thì nó không có gì đâu. Nó chỉ có đến bài 3 4 thôi. Thì nó phải là từ cái email mình chia sẻ, email English Stream Methods. Đấy ạ. Thì Miss Thương chỉ cần vào cái Google Drive mới ấy. Cái file share mới ấy. Hoặc bạn tìm cái file mà mình share cho bạn gần đây nhất là được. Ờ, gần đây nhất ạ. Đây nhất chỉ nhận được một cái thôi. Ờ, thì trong đấy chính là cả một cái folder luôn ạ. Trong folder đấy là có đủ các bài luôn. Mình cập nhật theo từng ngày luôn á. Mọi người vẫn vào được chứ nhỉ? Mọi người có vào được không ạ? Các bạn khác? Ừ, Nguyệt có vào được ạ. Thế Thương, Sương thế tự xem lại ha. Ừ. Ok, nếu mà Thương không xem lại mà vẫn không tìm thấy thì nếu vẫn không tìm thấy thì thôi. Thì mình sẽ gửi lại cho bạn email lần thứ 3. Quá tâm ba bận thì thôi. Ok, thank you guys. Have a nice evening. Yeah, and see you on Saturday. Ok, good night. Bye.